Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Tử. Ok, anh em chúng ta tiếp tục ném bot nhé. Vâng, cảm ơn anh Hồng Phạm rất là nhiều. Anh Hồng Phạm đã gửi cho Tử ác này để mà có một số lượng bot nó cực khủng để mà quăng ra đồ để mà cho anh em. Ok, rất cảm ơn anh. Tử lần này là cái clip thứ tư rồi, thì chúng ta cũng vẫn quăng như bình thường à. Majestic Mask, cây này sức đánh nó cũng cao chứ bộ. Ok, tự sẽ quăng nha. Nói chung là tự quăng hết 700 cái boss xong rồi tự mới thống kê lại, xong rồi tự ra từng set rồi bắt đầu tự sẽ cho anh em nha. Tự sẽ thông báo để gửi đến anh em để cho nó gom đủ set, chứ giờ quăng ra có nhiều cho nhiều á, nhiều khi món đồ lẻ tẻ không à, nó không hay. Nên tôi muốn là để cho nguyên set luôn để cho anh em có thể dễ chơi. Những anh em nào mới chơi chắc tôi nghĩ cũng khá cần thiết đồ để mà đi cài boss đồ này nọ. Tôi sẽ cố gắng là tôi thống kê các set đồ để tôi gửi đến anh em nha. Anh em đừng quên ấn thông báo, ấn chuông thông báo kênh nha, để khi mà tôi lên thông báo để mà cho đồ anh em thì anh em vô lấy nha. Có nhiều khi nhấp hoài không được anh em mà nó bị lắc lắc kiểu sao. Ok, nay bốn cái boss rồi, thấy tao mà gì đâu không à.
Ok, cái boss cuối cùng luôn anh em ơi. Đây. Boss cuối cùng của ngày hôm nay. Của video này. Sao nó không chịu nằm? Kìa, lắc 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 anh em ơi. Ok. Ra thêm món BV nữa mới vui nè. Đúng là cuộc đời không như mơ mà. Ok. Nói chung là tổng cộng cái clip này thì mình được bao nhiêu thứ đây à, để cho anh em xem nha. Đây, đây là một bầu. Ở đây mình có một món BV đây. Cái gậy của pháp sư nhưng mà nó mới có cộng chín. Ok, để xem những bầu khác nha. Này, bầu 13. Nó là như vậy. Màu 12 nè. Màu 12. Đấy. Tới bầu 11 rồi. Này, bầu 11 này được mình được cái khiên nữa nè. Cái khiên này nó cộng 7 à. Khiên BV. Cũng của pháp sư luôn. Ok, như anh em đã thấy rồi đó. Để tự quăng thêm hai cái bầu kia nữa rồi xong rồi tự tổng hợp đồ đạc lại tự gửi cho anh em nha. Gửi một lần luôn cho nó đã. Chứ gửi lọt chọt mệt lắm. Ok. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ. Anh em xem video mà thấy vui nhớ để lại một like hoặc là một comment dưới nha. Để tương tác cùng mình. Ok, chào anh em. Hẹn anh em vào một video khác.